Добрый день. Добрый À, chào em. Công việc thế nào? день. Как дела, вообще? Công việc ổn thầy ạ. À, đấy. Хорошо, хорошо. Ну, ổn có nghĩa là gì nào? Что значит ổn? Это Năm значит mọi все в порядке, да? Все в chốt порядке. có riêng kìa đó. Все в порядке, À, còn да. anh là bình thường đó thầy. Да. Все в порядке. Тất cả mọi việc đều ổn cả, đấy. Все в порядке. Хорошо. Хорошо, thế đã có ai mời đi uống cà phê chưa? À dạ, thứ bảy thì em đưa con gái đi thi, không có thời gian, và chủ nhật á là em đi công việc chứ không đi uống cà À, à thế phê. hả? Rồi rồi rồi. À, thế như vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần bài học của chúng ta. Trước khi vào bài phần bài mới chúng ta sẽ xem qua một chút. Hôm trước chúng ta đã học cái gì nào? Đó là cách 6 danh từ, đấy. Cách 6 của danh từ, đúng không nào? Cách 6 của danh từ thì chúng ta chỉ nhớ là đối với danh từ cách 6 đại đa số đều có đuôi yeah. Yeah, đấy. À đó, riêng giống đực thì có một số danh từ có đuôi u. Riêng giống cái một số cái danh từ có đuôi y. À danh từ nào của giống cái có đuôi y? Đó là danh từ mà có đuôi y à hoặc là danh từ có dấu mềm ở tận cùng thì có đuôi y. Đấy chứ nào, đấy. À, riêng giống chung thì có một vài danh từ có đuôi y. Đó là danh từ gì? Đó là những danh từ có đuôi y e thì nó sẽ có đuôi đuôi y. Thế còn lại sao? Còn lại tất cả là đuôi e hết. Đó, em thấy chưa? Đó là cái cách nhớ của mình rất dễ nhớ. À đó nhiều bạn bảo ui dồi ôi cái đuôi cách 6 như này làm sao mà nhớ được? Có gì đâu. Tất cả là đuôi e hết. Đúng không? À một vài danh từ giống đực có đuôi u. Một vài danh từ giống cái có đuôi y. Thì khi nào? Khi mà nó có đuôi y à, hoặc là đuôi có dấu mềm thì nó là đuôi y. Đúng chưa? Thế còn lại tất cả đều đuôi e hết, đúng không? Thế vậy thì có thể nói là gì đến 80% là đuôi e thì còn lại 20% là có đuôi đuôi y thôi thì nó là thế nào? Có dấu mềm mà có đuôi y ra thì là đuôi y. Tương tự như vậy, tất cả các danh từ giống chung đều có đuôi e hết, trừ danh từ mà có đuôi y e thì nó có đuôi y. Đấy. Nó tạc. À, đấy như vậy. Bằng cái cách đấy thì là gì? Mình chúng ta đã cùng nhau ôn lại được toàn bộ các danh từ cách 6 số ít. Thế bây giờ số nhiều nào? À trong phần bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ xem số nhiều. Số nhiều của chúng ta sẽ có đuôi ach, yach. Ach, yach đấy. Có phải không? À đó. À như vậy thì chúng ta thấy đó là khi nào thì danh từ có đuôi ach? À mình viết riêng ra đây cho bạn. Khi nào danh từ có đuôi ach? Đó là khi mà cái phụ âm cuối cùng ở trong trong từ này. Chúng ta nhớ nhé, phụ âm cuối cùng nó không phải là phụ âm đứng cuối cùng mà là cái phụ âm cuối cùng trong số các phụ âm có. Còn đằng sau nó có thể có một nguyên âm khác nữa đấy, thấy chưa? À thế vậy thì cái cách đó gọi là phụ âm cuối cùng. À phụ âm cuối cùng, đây là phụ âm đầu tiên, đây là phụ âm thứ hai, đây là phụ âm thứ ba, tức là phụ âm cuối cùng, em hiểu chưa? Đấy đó. À muốn như vậy chúng ta phải hiểu thế nào là phụ âm. Phụ âm đó là những phụ âm gì chúng ta biết rồi. Thế nào là nguyên âm? Nguyên âm thì chỉ có 10 nguyên âm thôi đấy. À đó, thế cho nên chúng ta có thể loại trừ được ngay. Vậy thì cái phụ âm cuối cùng là một phụ âm cứng. Thế nào là phụ âm cứng? Khi mà đứng trước a, à đứng trước nguyên âm đơn a o u u e trừ i ra. Thế còn các nguyên âm đôi là gì? Ya yo ye you, đó là các nguyên âm đôi. Nếu mà phụ âm đứng trước nguyên âm đôi thì nó sẽ bị mềm hóa. Em hiểu chưa? Thế nhưng mà nếu mà đứng trước phụ âm cứng, à đứng trước các nguyên âm đơn, à trừ nguyên âm i. Nguyên âm i cũng là nguyên âm đơn. Thế nhưng mà trừ nguyên âm i ra, bởi vì nguyên âm i nó là mềm hóa phụ âm, em hiểu chưa? Thế vậy thì khi mà phụ âm nó đứng trước các nguyên âm đơn thì nó là phụ âm cứng, phụ âm đờ. Phụ âm g. Đấy, g a m a d a k a. À, chúng ta nhìn thấy đại đa số đều là nguyên âm a cả đấy. À, có thể nguyên âm ư nữa, gá dìa ta gá dìa tươi, đúng không nào? Đấy đó. Thế vì trong trường hợp như thế thì nó gọi là phụ âm cứng. Phụ âm cứng thì nó là cái đuôi ác, thấy chưa nào? À thì trong trường hợp nào là phụ âm mềm? Khi mà cái phụ âm đứng cuối cùng của nó là phụ âm mềm. À đúng không? À thế là đây nhá, chúng ta nhìn thấy này, phụ âm này phụ âm mềm. Tại sao đây gọi phụ âm mềm? Bởi vì nó đứng trước nguyên âm đôi. À nguyên âm đôi nó làm gì? Nó là mềm hóa phụ âm, cho nên đây là phụ âm mềm, em hiểu chưa? À đó. À cái như cái lý thuyết này chúng ta đã học ngay từ bài thứ hai rồi. Thế nhưng mà bài thứ hai chúng ta học lúc đó chúng ta mới bắt đầu học khi chúng ta bài thứ nhất, thực chất là bài thứ nhất đấy đó. Thì bài thứ nhất bài thứ hai chúng ta đã nói vấn đề này rồi. À thế nhưng mà khi mà các em đang học bài thứ nhất bài thứ hai thì những cái kiến thức nó đang gọi là rất mới mẻ, cho nên là các em bị choáng, các em không nhớ. Cho nên trong quá trình học luôn luôn phải dám nhắc lại một trong những cái ý tưởng về phụ âm cứng phụ âm mềm, à đứng cuối từ, à đứng trong từ
À, các em sẽ không thể tìm thấy trong bất cứ một cái sách giáo khoa nào khác, kể cả các sách giáo khoa tiếng Nga đấy. À, người ta không bao giờ nói về điều đó. À thế. Thế nhưng mà tại sao khi thầy giáo dạy các em lại sẽ nói về điều đó? Bởi vì đó là một cái điều rất dễ nhận biết và rất dễ xử lý. À, vậy thì chúng ta chỉ cần bỏ một chút thời gian chúng ta hiểu thế là phụ âm cứng. Phụ âm cuối cùng là phụ âm cứng và phụ âm cuối cùng là phụ âm mềm. Thế nào? Đấy, chúng ta phân biệt được rồi. Cứng khi nào? Khi nó đứng trước phụ âm đơn. À, nguyên âm đơn. Trừ nguyên âm y. Đấy. À, đó. À, và ở đây chúng ta biết là nếu nó đứng trước một nguyên âm đôi thì nó sẽ là phụ âm mềm. Em chưa? À, đó. Trong trường hợp như thế thì nó sẽ có đuôi ah, yah. Đây nó sẽ có đuôi yah. Chitrat. Chitrat yah. Vâng, chitrat yah. Slavar. Vâng, slavar yah. Znanie. À, vâng. À, zadanie. Vâng, zadanie. Statia. Vâng, statia. Photographia. Vâng, photographia. Đấy. Đó. Thế vậy thì hóa ra là gì nào? Cho đến thời điểm này em thấy là rất là dễ rồi, đúng không? Đấy. Có danh từ cách 6 số nhiều có hai dạng đuôi a, yah. À, nếu mà đuôi a thì là phụ âm cứng đứng cuối cùng là phụ âm cứng. À, là phụ âm cứng đấy, phụ âm cuối cùng là phụ âm cứng. Đuôi yah khi mà phụ âm cuối cùng là phụ âm mềm hoặc là trong các từ có đuôi y yah. Đấy, y yah. À đấy chứ. Dạ. Y yah đấy. Đấy. À what Dạ. that what? À y yah hoặc là y yah. Y yah, y yah. Đó. À thế bây giờ chúng ta xem một vài ví dụ ở đây nào. À ta grada the. Đứng trước nguyên âm a, nguyên âm đơn. Cho nên the là gì? Là the cứng. Vậy the cứng là đuôi a. Đấy. À, đơn giản đúng không nào? À thì ta nói hơi kỹ về cái này một chút để làm gì, để cho nó các em càng nhớ thật kỹ đấy. Ta bây giờ chúng ta từ vớ Garada ở trong các thành phố. Chúng ta có từ Slavari. À em đây em nhìn thấy là gì nào? À, đứng phụ âm r đứng trước nguyên âm y là nguyên âm đơn. Thế nhưng mà thầy giáo đã nói rồi là gì nào? Trừ nguyên âm y. À đúng không? Trừ nguyên âm y bởi vì sao? À nếu mà nguyên trừ nguyên âm y tức là gì? Phụ âm cứng khi đi với nguyên âm đơn. Nhưng mà phải trừ nguyên âm y ra. Bởi vì sao? Nếu mà đi nguyên âm y thì nó thành phụ âm mềm. Em nhớ này. Đấy. Nó hóa Đó. mềm rồi. Đấy, nó bị mềm hóa mà. Nó là mềm hóa mà đấy. Slavari là các quyển từ điển. Vâng. Slavaria. Vâng. Slavaria. Đấy. Đó. Vâng. Slavaria. À, thế là chúng ta nhìn thấy đây là à, do là nguyên à, phụ âm đứng cuối cùng là phụ âm mềm cho nên chúng ta sẽ có đuôi yah. Gazeta. Chuyển sang số nhiều gazet từ đuôi ư. Đuôi ư là nguyên âm đơn. Nguyên âm đơn nếu mà phụ âm đứng trước nguyên âm đơn thì nó sẽ bị trở thành phụ âm cứng. Đấy, nó cứng hóa, nó là phụ âm cứng. Không phải trở thành mà nó vốn vốn nó là cứng rồi đứng trước nguyên âm đơn thì nó vẫn là nguyên âm cứng, à, phụ âm cứng. Đấy. Cho nên là đuôi a vớ gazeta đó chitrat gì à đây lại gặp y này phụ âm đứng cuối cùng đứng trước nguyên âm y thì nó bị mềm hóa à đúng không nhớ với chitrat gia akno sang số nhiều okna okna à okna chúng ta nhìn thấy nguyên âm phụ âm cuối cùng là gì phụ âm n phụ âm n mà đứng trước nguyên âm đơn nguyên âm a đứng trước nguyên âm a thì nó vẫn là phụ âm cứng. À thế vậy thì đây nó là đuôi a na o knach na o knach đấy à đúng không? Absurdity. À chúng ta biết là đuôi ya sẽ có đuôi ya đúng không nào? Y đây là ya rồi đúng không? Vậy thì nó sẽ là đuôi ya và Absurdity. Zadanie đây dạng đuôi có đuôi ye sang số nhiều sẽ chuyển thành đuôi ya. Vậy thì nó sẽ là vớzda nhỉ. Zda như là một ngôi nhà, một tòa nhà. Ở trong các tòa nhà, vớzda nhỉ. Vớzda nhỉ. Đấy. Zda nhỉ. Zda nhỉ. Zda nhỉ. Zda nhỉ có nghĩa là một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ. Vớ. Zda nhỉ. Vớ. Zda nhỉ. Có chữ khờ cuối. Đấy. À đó. Ubrajnie nhỉ dạng đuôi y. Sang số nhiều cái 6 vơ. Upražnění là một bài tập trong các bài tập nào? À, các bài tập khi sang số nhiều thành gì? Upražnění. À,
Khi chúng ta muốn nói ở trong các bài tập v upражнениях, đọc luôn v upражнениях đấy. Дома. Дома, phụ âm m đứng trước nguyên âm a là nguyên âm đơn thì nó sẽ là phụ âm cứng. Nếu phụ âm cứng thì sẽ có đuôi a v дома. Ёлка. A. À, phụ âm k luôn luôn là phụ âm cứng. À thế vậy thì nên nó đứng trước a hay đứng trước gì không quan trọng, kể cả đứng trước ghe thì đấy. Đấy. Thế nhưng mà đây là gì? Luôn luôn là phụ âm cứng. Thế cho nên là đây nó sẽ là na yolka. Yolka là một cây thông. Na yolka là trên các cây thông. Đấy. À, có câu tiếp theo. Zagarelis girlandy. Girlandy là gì? Girlandy là những cái bộ đèn hoa đăng đấy. À, cái đèn cái đèn đèn trang trí đấy, cái dây đèn ấy, cái dây đèn trang trí. Chúng ta gọi là dây đèn trang trí. Girlandy. Số ít của nó là girlanda. Girlanda. Zagarelis là đã thắp sáng lên đấy. Girlandy. À nó ta cột. Thế vậy thì qua đây vừa rồi chúng ta đã học rất kỹ về danh từ cách 6 số nhiều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem để trả lời cho câu hỏi làm ví dụ nào. Ở đây chúng ta phải sử dụng cách 6. À, chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên. Где живет Иван Петрович? Trả lời nào. Он живет. Он живет в России. В России. Đấy. Danh từ Россия có đuôi и я. Thế và khi đi dưới từ và sẽ trở thành đuôi и и в России. Đấy. Где Рамон живет? Рамон живет. Он живет в Испании. В Испании. Он живет в Испании. Хорошо. Где живет Ирина? Она живет в Польше. Польше. Да? А дальше chúng ta nhìn thấy là gì nào? В đi и chúng ta đọc luôn là v, в Испании. Да? В Испании. В đi với r, r là phụ âm, phụ âm hữu thanh. R, chúng ta nói r, r. Cho nên đây là v vẫn là v, v ra xí, đọc là v ra xí. Nhưng mà ở đây phụ âm p là phụ âm vô thanh, cho nên v này bị đọc thành vô thanh f, thành âm f, 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 Polishe, f, Polishe. Она живет в Польше. À đúng không? Где живет Том? Где Том живет? Он живет. Он живет в Америке. À đọc là в Америке. В Америке. Đấy. В Америке. Он живет в Америке. Хорошо. А где живет Хусейн? Он живет в Алжире. Он живет в Алжире. В Алжире. Так, луон в А, да? В Ал. Он живет в Алжире. В Алжире. В Алжире. Хорошо. Где живет Сирпа? Сирпа живет... Живет в Финляндии. À, đây là v. V, đấy. Đứng trước v. F. Nó bị đọc thành f. Hai chữ f liền nhau, đấy. Thì đọc là thành một f, đấy. Sirpa живет в Финляндии. Sirpa живет в Финляндии, đấy. À, хорошо. Где живет Клаус? Он живет в Германии. Он живет в Германии. Он живет в Германии. Да? В Германии. Хорошо. Где ты живешь? Я живу в Вьетнаме. В Вьетнаме. В Хошимине. В Хошимине. Да. А где живут твои родители? Мои родители тоже живут в Вьетнаме. Тоже живут. Да. Тоже живут. Тоже живут. Тоже живут. Живут. Đấy, đọc là живут в Вьетнаме, хорошо. À, thế bây giờ chúng ta, lúc nãy chúng ta đã xem gì nào? Danh từ ở cách 6. Đấy. Danh từ ở cách 6. Chúng ta thấy là danh từ cách 6. Đấy là, đây là cách 6 tiếng Nga nói chung, chứ không phải là cách 6 của riêng danh từ. Nếu mà đã đến nói đến cách 6 của tiếng Nga, hay là bất cứ một cái cách nào của tiếng Nga, chúng ta phải đụng đến ít nhất là 4 từ loại. Mà trên thực tế phải là 5 từ loại. Nhưng tại sao lại chúng ta chỉ học có 4 thôi? Bởi vì từ loại thứ 5 đó là số từ. Số từ thì chúng ta ít biến đổi hơn. Số từ chỉ là những bạn nào học toán, lý, hóa thì các bạn cần phải học số từ ở các cách rất kỹ. Đấy.
Bởi vì sao? Khi trong các bài học, trong các bài toán, trong các bài giải, trong các đáp án là người ta phải sử dụng số từ ở các cách. Đó là khi học toán lý hóa. Thế còn chúng ta nói giao tiếp hàng ngày thì ít khi chúng ta phải dùng số từ ở các cách, cho nên là chúng ta không đầu tư thời gian vào để học những cái đó. Cho nên chúng ta chỉ học bốn từ loại thôi, đó là danh từ, tính từ, đại từ sở hữu và đại từ nhân xưng. Đó. Thế vì thì vừa rồi chúng ta đã học cách 6 của danh từ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học cách 6 của tính từ. Cách 6 của danh từ chúng ta ôn lại một chút là cách 6 của danh từ tất cả đều có đuôi -ie. Đối với các danh từ số ít. Nhưng mà đối với một vài danh từ giống được có đuôi u. Đó là nhóm danh từ đặc biệt. Một vài danh từ giống cái có đuôi y. Đó là nhóm danh từ có đuôi y già hoặc là đuôi giống mềm. Một vài danh từ giống chung có đuôi y. Khi mà nó có đuôi y. Đó. Còn các danh từ số nhiều có đuôi ác, đuôi giả. Đó. Tại sao thầy giáo cứ phải nhắc đi nhắc lại thế? Các em bảo, ôi thầy ơi, nói nhiều thế. Em nhớ rồi, biết rồi. Khổ lắm nói mãi đấy. Thế nhưng mà là gì? Cái này rất là quan trọng đó thầy, rất là quan Bởi vì sao? Cách của tiếng Nga, đó là một trong những đề tài quan trọng nhất về ngữ pháp của tiếng Nga. Nếu mà không biết cách tiếng Nga thì sẽ dẫn đến hai tình trạng. Tình trạng thứ nhất là sẽ nói không đúng ngữ pháp trong câu khi chúng ta nói ra. Nhưng mà cái việc mà chúng ta nói ra không đúng ngữ pháp trong câu, người Nga vẫn có thể tạm hiểu được. Một điều quan trọng hơn, đó là khi mà chúng ta nghe người Nga nói, chúng ta sẽ không hiểu. Bởi vì chúng ta không nắm được cách thì chúng ta sẽ không nắm được cái mối liên hệ của các danh từ, của các từ loại ở trong cách khi của trong câu khi chúng liên kết với nhau. Bởi vì khi chúng ta tìm được cái mối liên kết với nhau thì chúng ta mới theo dõi được cái ý nghĩa của câu nó như thế nào. Có nghĩa là dẫn đến tình trạng là nghe mà chả hiểu gì. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta nói một cái câu đơn giản thì em còn có thể đoán được. Nhưng mà câu bắt đầu có hai mệnh đề, câu có ba mệnh đề, câu có bốn mệnh đề thì lúc đó bắt đầu các em là ngán luôn, không hiểu luôn. Bởi vì sao? Các em sẽ không không biết được cách, không nhớ được cách thì sẽ không theo dõi được cái mối liên kết của các từ với nhau ở trong câu. Đặc biệt là những em mà học đến trình độ cao hơn một chút, khi mà các em cần phải theo dõi những cái câu mà nó có cả tính động từ, trạng động từ. Đó. Tính động từ nó sẽ biến đổi theo đúng cách của danh từ mà nó mở rộng. Vậy thì chúng ta nếu mà không nắm được cách thì chúng ta sẽ không biết nó mở rộng cho danh từ nào. Mà không biết nó mở rộng cho danh từ nào thì tịt luôn, tức là chả hiểu ý nghĩa gì cả. Đó. Cho nên nhiều em bảo là thời em đi họp mà em không nghe được báo cáo. Người ta đọc báo cáo bằng tiếng em không hiểu được. Bởi là vì như vậy, bởi vì trong báo cáo người ta sử dụng rất nhiều tính động từ và sử dụng rất nhiều những cái liên từ để liên kết các thành phần của các mệnh đề của câu lại với nhau. Mà nếu không nắm được câu thì chúng ta sẽ không nắm được. Cho nên là gì, khi học câu với thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Hôm nay học cách 6 rồi, ngày mai thầy lại lôi cái bảng cách 6 này ra, lại nhắc lại lần nữa, bảo thầy em học rồi mà, học cũng vẫn học lại. Đấy. Đấy chưa nào, tác vột. Cho nên là khi học cách với thầy là thầy sẽ dẫn đến tình trạng như vậy. Đừng có nói là em học rồi nhé, lôi ra để mà học, học ôn. Đó, tác vột. Хорошо. Như vậy cách 6 chúng ta biết rồi. Thầy đã nói rồi, danh từ nó như thế nào biết rồi. Bây giờ danh từ, tính từ thì lại rất dễ. Tính từ của cách 6 cực kỳ dễ luôn. Hai cái đỏ này nó giống nhau, hai cái dòng chữ đỏ nó giống nhau, trên chúng ta chỉ học một dòng thôi. Đó là gì? Giống giống được giống chung có đuôi giống nhau, đó là đuôi ôm em. Danh từ giống cái có đuôi ôi dê. Và danh từ số nhiều. Xin lỗi em, không phải danh từ mà là tính từ. Đấy. Tính từ đi với danh từ. Đấy. Tính từ đi với danh từ giống được có đuôi ôm em. Tính từ đi với danh từ giống cái có đuôi ôi dê. Và tính từ đi với danh từ số nhiều có đuôi ức ích. Đấy. Vậy thì chúng ta nói là ôm em ôi dê ức ích. Đấy. Ngồi nói đi lẩm bẩm nói đi nói lại ôm em ôi dê ức ích. Đó là tính từ của cái sáu tiếng Nga. Đấy. Đó, giống được có đôi ôm em, giống chung có đôi ôm em, giống cái có đôi ôi dê. Đấy, và số nhiều có đôi ức ích. Thế các bạn bảo, thầy ơi, thầy học kiểu gì đấy? Không có sáng tạo gì à? Không có sáng tạo gì để mà vân vân này khác à? Và không, thầy dạy theo kiểu hack não. Thầy học theo kiểu như thế. Đấy. Thầy nhớ nói vanh vách với các em được thì có các em cũng làm được. Trong khi đó là gì? Chúng ta có bộ não rất trẻ, đúng không nào? Rất trẻ. Vậy thì chúng ta phải bắt nó làm việc. Đừng có không cần, trong việc cái học cách này không cần phải tạo điểm tựa, điểm nhấn gì cả. Các em cứ nói đúng theo như thế là sẽ xong.
Đó là tính từ om em o y ư ích đó, thế là xong. Đấy là cách 6. Đó. Bây giờ chúng ta xem đại từ nhân xưng nào. Đại từ nhân xưng của chúng ta sẽ có dạng định dạng như sau: abamnye. À, các em bảo ô abamnye là cái gì vậy thầy? Cách 6 là gì? Cách 6 người ta gọi là giới cách. Đã gọi là giới cách thì trong tất cả các câu mà có cách 6 đều có giới từ. Em nhé. À, muốn đặt nó ở cách 6 dứt khoát phải có một giới từ gì đấy cho nó. Đó, cái nên gọi là cách 6 là giới cách. Thế ở đây chúng ta đang sử dụng giới từ ô để chúng ta thể hiện ô đó là giới từ về ai? Nghĩ về tôi. Aba mình nhé. Anh nghĩ về em không đấy? Tôi đố mày aba mình nhé. Tôi đố mày aba mình nhé. Đấy. À đó, tớ có nghĩ về cậu đấy. Ya đố mày u achi bi. Ya đố mày u achi bi. Tớ chả nghĩ về cậu bao giờ đâu. Ya nhì cực đã như đố mày achi bi. Anh chẳng bao giờ nghĩ về em cả. Một cô gái hay ghen tuông gặp chồng đi ngoài đường. Đấy. Anh đi ra đường là cái gì thế mà giờ này một mình, anh chẳng bao giờ nghĩ về em cả. Ты никогда не думаешь обо мне. Обо мне. Thế nào? Обо мне, обо мне, обо мне. Tại sao lại ô bô? Bởi vì sao cái tiếng mờ nhẹ này nó ngắn quá. Cho nên người ta phải thêm chữ bô vào đây nữa để cho nó đọc cái giới từ ô này dài dài ra tí cho nó dễ hiểu. Thế còn a chi bé. Về anh ấy, a nhóm. Về cô ấy, a nhé. À, về chúng tôi, về chúng ta, anas. Về các bạn, avas. Về họ, a nhí. Đấy. À đúng chưa nào? Đọc thử nào. A ba mình nhé. À bao nhiêu A chi bé. à chị bé A nhóm. à nhóm A nhé. à nhí A nas. à nas A vas. à vas A nhí. à nhí Хорошо. Thế là đó là đại từ nhân xưng. Với đại từ nhân xưng mà. À, thế là nào nhớ được? Thầy nói cho một lần nhé. Nhưng mà không phải lần cuối cùng. Lần sau lại nói lại. Đọc nhiều nó sẽ nhớ. Đúng không? Thầy. Đọc nhiều sẽ nhớ. Nếu mà muốn nhớ thêm nữa thì cầm lấy cây bút viết ở tờ giấy. À bấm nhẹ chỉ bé nhô mà nhẹ na sa va sa nhị đấy. À bảo thầy nhớ được, các em nhớ được. À các em như thầy, thậm chí các em nhiều em giỏi hơn thầy đấy. Đó. À thế vậy thì thầy kể vanh vách như thế này cho các em được thì các em phải kể được vanh vách đấy. Đó. À trên thực tế dồn tất cả vào một cái bảng này nó có tính tổng quát luôn cả 6 cách đây rồi, nằm trong một cái bảng này thôi. Chép hình mà chụp ảnh phát là quay xong luôn đấy. À đó, thậm chí các bạn ví dụ đang học với thầy giơ điện thoại lên chụp lại cái hình này, thế xong thỉnh thoảng giơ ra thế là có thôi. À, học 6 cách có 6, học 6 cách có 5, có 6 cái bảng, 6 cái bảng thì chúng ta sẽ có đủ hết cả 6 cách trong tiếng Anh. Tại bây giờ chúng ta xem đại từ sở hữu như thế nào. Đại từ sở hữu thầy giáo lại bảo các em dễ lắm, đơn giản. Đơn giản ở chỗ nào? Giống được như có mỗi đuôi em thôi. Em. Em yom là một. Em chứ? Tại sao không gọi là yom? Yom bởi vì trọng âm rơi vào nó thì nó là yom. Nếu trọng âm không rơi vào nó thì nó là em. Em chứ? À, thế vậy thì đuôi của đại từ sở hữu ở giống được chỉ có mỗi đuôi em. Nếu trọng âm rơi vào nó thành đuôi yom. Ma yom tu va yom na sem va sem, đúng thế thật đấy. Có bốn cái đại từ này đúng là có đuôi em thật, đúng không? À thế mà ma yom trọng âm rơi vào nó, tu va yom trọng âm rơi vào nó. Thế nhưng mà na sem trọng âm rơi vào na thì đằng sau nó thành sem. Va sem trọng âm rơi vào va thì đây thành sem. Thế thôi. À đúng không nào? Thế vậy thì nhớ cái đại từ sở hữu nhìn trong một cái bảng rậm rì rắc rối như này. Nhớ mỗi một cái là có đôi yom hoặc đôi yem. Thế là xong. Thế là giống cái thì sao? Giống cái nó chỉ có mỗi đôi yay thôi. Yay này. Mai yay từ vay nasi vasi. Đúng chưa? À số nhiều nó chỉ có mỗi đôi ít thôi. Mai ít nasi vasi từ vay ít. Đúng không? À thế thì nhớ nhiều làm gì cho đau đầu. Đúng không nào? Thế còn ba cái đại từ yêu yêu ít, tức là của anh ấy, của cô ấy, của họ thì lúc nào nó cũng như thế này, nó chẳng bao giờ biến đổi theo giống số cách, kể cả giống không biến đổi, kể cả số không biến đổi, kể cả cách nó cũng không biến đổi. À đúng không? Trong câu dùng có cách 6, cách 5, cách 4, cách 3 như thế nào, thế nhưng mà nếu mà đã dùng đến nó thì lúc nào cũng là thế này. Đấy. À đúng không? Tôi vì nghĩ về cô ngôi nhà của anh ấy. Yadu mayu a yivo dome. Đúng không? À đó. Tôi nghĩ về quyển sách của cô ấy. Yadu mayu a yeyo kinyige. À, quyển sách kinyiga chuyển thành kinyige cách 6. Đuôi ye. Đấy. Đó. Thế vậy thì đến đây chúng ta đã học xong nhé. Học xong. Cách 6 tiếng Nga. Danh từ thôi không nói nữa. Tính từ om em o ye ức ích xong. Đại từ nhân xưng có như này đọc vài lần cho nó nhớ. Đại từ sở hữu có ba dạng đuôi om hoặc là em
yom hoặc là yem, hoặc là ye giống cái, hoặc là ik số nhiều. Xong. Tắt. Thế là xong. Bây giờ trong đầu mình vẫn còn tưởng tượng lại cái đó đấy. Tưởng tượng lại đọc được là gì nào? Danh từ này, tính từ này, đại từ nhân xưng này, đại từ sở hữu này. Dễ không? Quá dễ luôn. Dạ. Đấy. Có phải không? Quá dễ đúng không? Đấy. Dễ. À có dễ không dễ. Nào? Dễ. Đấy. Dễ. Nhưng mà khó. À thế bây giờ sau khi mà học xong với thầy như này rồi, đọc về mở lại video đến đây, mở video đến đây xong thì tắt cái bảng này đi. Tắt đi luôn. Dừng dạ. Video lại nhé. Dừng video lại, stop lại. Dạ. Xong thì tắt cái bảng này đi, ngồi lấy giấy vẽ ra. Danh từ như thế này, tính từ như thế này, đại từ nhân xưng như thế này, đại từ sở hữu như thế này. Cái gì dễ vẽ trước, cái gì khó vẽ sau. Bảo đảm em chỉ vẽ đến 2 lần, 3 lần là bảo đảm em thuộc vành vách luôn. Đấy. Đó. Yeah. Muốn học cách nhớ được thì phải học như thế. Đấy. Tác 1. Yeah. À thế bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nào? Chúng ta sẽ có một vài câu dịch nào. Ở cách 6 nhé. Vận dụng những kiến thức vừa rồi chúng ta học. Tôi có em gái sống ở nông thôn, tôi thường nghĩ về cô ấy. Cái này để học về cái gì đây? Học về đại từ sở hữu, à, đại từ nhân xưng. Đấy. Tôi có cô em gái sống ở nông thôn. У меня есть... Nào, đọc nào. У меня есть сестра в деревне. Да. В деревне. Tôi thường nghĩ về cô ấy. Я часто думаю... Я часто думаю о ней. Anh ей. Đọc anh ей. Anh ей, anh ей, anh ей. Đấy. Nhìn thấy chữ này nhưng mà chưa thấy ai đọc bao giờ thì khi đọc mình cảm thấy ngượng ngượng. Thế nhưng mà thấy thầy đọc một lần rồi, nghe thấy thầy đọc một lần rồi, anh nhì, lần sau cứ thế mà nói, anh nhì, anh nhì, anh nhì. Đấy, anh nhì, đúng không nào? Tương tự như vậy đấy, anh nhì, anh nhì, anh nhì, anh nhì, anh nhì. Tôi có bố mẹ già, tôi thường nghĩ về họ. У меня. У меня. У меня старые родители. Старые родители. Я часто. Я часто думаю. О них. О них. Да, я часто думаю о них. À đúng là anh их, anh их. À đúng không? À ta хорошо. À có một người đàn ông thường tặng hoa cho tôi. Nói thế nào nào? Có một người đàn ông thường tặng hoa cho tôi. Есть один мужчина, который часто дарит мне цветы. Есть один мужчина, который часто дарит мне цветы. Trong này có từ gì mới? Дарит. Dạ đúng rồi, động từ Дарит, дарит là động từ tặng đấy. Дарит. Yeah. À, chia động từ tặng như thế nào nào? Я дарю. Я дарю. Ты даришь. Ты даришь. Он дарит. Мы дарим. Вы дарите. Вы дарите. Они дарят. Они дарят. Да, они дарят. Trọng âm rơi vào A đấy. Я дарю. Trọng âm rơi vào U. Я дарю, ты даришь, он дарит, мы дарим, вы дарите, они дарят. Хорошо. Tặng thì tặng cái gì? Свет tươi. Biết rồi, đấy. À, trong này có cái câu trúc gì? Который. Который. Который là gì? Который. Который mà. Có một cái người đàn ông. Есть один мужчина. Có một người đàn ông. Mà. Cái người đàn ông này mà. Который. Который. Em nhìn thấy cái đuôi ư này, đuôi giống đực, phù hợp với danh từ. Giống được. Есть один мужчина, который часто дарит мне цветы. Có một người đàn ông mà thường tặng hoa cho tôi. Đấy. Có một người đàn ông mà thường tặng hoa cho tôi. Nếu mà thấy một người đàn ông nào cứ rình rình mình để tặng hoa cho mình ấy, là gì? Đó là một người trung thực. Đấy. Okay. Người trung thực, người ta rất muốn là gì? Làm quen với mình, đúng không nào? Đấy. Đó. À, hôm nay ví dụ như là hôm nay là thứ bảy, biết là mình hay ra cái chỗ đó ngồi chơi, người ta lại đến và người ta lại tặng một bông hoa đấy. Đó. Yeah. À thế xong đến tuần sau lại đúng như thế, lại vẫn cái người đó lại đến tặng một bông hoa y như thế đấy. Đó. Người ta có khi chỉ tặng hoa thôi xong người ta đi thôi. À thế có nghĩa là gì? À đó là gì vậy? Может быть, có lẽ là он заботится обо мне. À заботится. Chúng ta có từ заботиться, đó là anh ấy quan tâm. Có thể, может быть, có thể. Cái từ может быть, có thể là, đấy, có thể là он заботится обо мне, có thể là anh ấy quan tâm đến tôi.
À đúng rồi, đấy. Yeah. À đúng không? Đó. À thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc câu mô rất bực. À cái câu mô rất bực nếu mà các em trẻ nó ra các em sẽ không hiểu gì cả. Nhiều em tự học tiếng Nga thấy từ mô rất là chia ra là có thể, bực bực là sự có mặt. À Dạ. thế thì các em tra tra mô rất là gì, bất là gì, xong ghép vào với nhau các em không thể hiểu được. Tương tự như vậy Dạ. khi chúng ta học bất cứ một tiếng nước ngoài nào, có những cái mẫu câu mà khi người ta ghép vào với nhau nó lại có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Vậy thì trong trường hợp như này chúng ta phải học cả cụm mô rất bực, mô rất bực, đó là có thể đấy, có lẽ là, có thể là, có thể là đấy đó. Mô rất bực ồn ra bố chít xa bám nhỉ, có thể là anh ấy quan tâm đến tôi. Động từ ra bố chít xa, ra bố chít xa. À, Zabuchitsa là có danh từ Zabota. Từ Zabota rất giống với từ Rabota. Rabota là công việc, Zabota là sự quan tâm. Yeah. À, chúng ta có bài hát Zabota. Zabota Onastakaya. Zabota Onastakaya. Đấy. À, cái điều mà chúng tôi quan tâm nó là thế này. Zabota Onastakaya. Đấy, đó, bài hát như vậy. Tác vụt, à, đọc cả câu này nào. Yes, Ajin Mushina. Yes, Ajin Mushina, который часто дарит мне Đã. цветы, может быть он заботится обо мне. Đã. Đấy. À nó hút tác vô. Đấy. À đó. À có một người đàn ông mà người ta thường xuyên tặng hoa cho tôi. Có thể là anh ta quan tâm đến tôi. À tiếp theo nào. Anh cứ đi chơi suốt ngày, anh có nghĩ gì về em đâu. Dễ thế nào nào. Gulaешь целый Đã. день, ты думаешь обо мне. Đã. Thì đúng mày sao bấm nhỉ. Đấy. À vô ta có đấy. À ti gulia xe li dien. Ti đúng mày sao bấm nhỉ. Ti đúng mày yes a bấm nhỉ. À đấy. Tôi thường nghĩ về cái ô tô của tôi. Я часто думаю о моей машине. А, đọc là A. A моей А машине. A моей gì? машине. Đấy. Я часто думаю о моей машине. Đọc là ô có được không? Được. Nhưng khi chúng ta muốn nhấn mạnh chúng ta đọc là ô. Thế còn trong cái patok grich, tức là trong cái lời nói hàng ngày thông thường, chúng ta sẽ nói Я часто думаю о моей машине. Dạ. Trên thực tế thì người ta ít khi khi mà các em học thêm một cái đại từ nữa, đại từ sở hữu nữa, đó là từ svayei, thì người ta sẽ không dùng cái từ mayei mà người ta sẽ nói Я часто думаю о своей машине. Đấy. À, svayei машине. À đó. Tôi thường nghĩ về về cái ô tô của tôi. À tắc. À có câu cô ấy thường nghĩ về cái tiền lương của cô ấy. Она часто думает о ее зарплате. А ее зарплате. А ее зарплате. Đấy. А ее зарплате. Она часто думает о ее зарплате. Tiếp theo nào. Tôi thường nghĩ về một ngôi nhà lớn màu xanh, một ngôi nhà lớn đẹp màu xanh. Я часто думаю о Зеленым, зеленым большом доме. À chúng ta нhìn thấy красивом đuôi ôm này, đuôi ôm, đuôi ôm, đuôi ôm. À, зеленом доме. danh từ giống được. À, đây Dạ. là danh từ giống được đốm. Đi cùng với tính Dạ. từ của đuôi ôm. Bản xóm красивым зеленым доме. Con gái tôi học ở ngôi trường nhỏ màu vàng ở giữa trung tâm thành phố. Моя дочка учится в маленькой желтой школе в В самом самом центре центре города. города. Города, да? Моя дочка учится в маленьком желтом, маленькой желтой школе в самом центре города. А, trong này có những câu chúc cách sáu nào? В маленькой желтой Маленькая. школе. Yeah, đấy. Ủa? Ở Dạ. trong một ngôi trường nhỏ màu vàng. Ở đâu? Samum centre gorda. Centre là trung tâm. À, ở cái Dạ. sáu vơ centre. Các cụm. Samum centre. Người ta nói samum centre có nghĩa là ở chính giữa trung tâm thành phố. Đấy. Dạ. Samum centre gorda. À đó. Thế vậy thì đến đây chúng ta đã thấy là gì nào? Đó là chúng ta sử dụng những cấu trúc câu ở cách 6 đấy. Trong này chủ yếu chúng ta đã ôn qua về đại từ này, đại từ nhân xưng cách 6 này, ôn về đại từ sở hữu này và ôn về tính từ.
danh từ ở cái sau đấy, nó tạm Хорошо. Như vậy là để chúng ta có thể là nói được tốt thì chúng ta phải nói cái này nhiều lần, nói đi nói lại nhiều lần. À đấy, để làm việc đó thì mình sẽ gửi cái này cho bạn này đấy, gửi cho bạn. Và sau đó thì là gì nào? Ta gửi cho bạn đó. Và ở đây mình sẽ ta. Ta tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem phần từ mới của bài bài mới của chúng ta. Chúng ta hôm nay chúng ta chuẩn bị từ mới thôi đấy. Đó, sau chúng ta sẽ xem bài đọc. Tác vụt ở đây chúng ta sẽ có động từ lý rách là gì? Lý rách là nằm, nằm đấy, nằm nghỉ, nằm ngủ, nằm trên giường, nằm trên ghế sofa. Tạc lý rách chúng ta chia động từ nào? Ya lý Lê từ lý Rịch. on lý On Lê mười lý Rịch. vui lý Mới Lê nhỉ lý rách. Rịch. Đây là nằm đó, nằm. Bây giờ nói tôi nằm ở trên ghế sofa. Yalizu Lê na Rịch. Di vạn na di van nhẹ. Bởi cái sáu mà đấy, cái sáu của Na đi ye. Yalizu na di van nhẹ. Đúng không? Yalizu na di van nhẹ. Tiếp theo chúng ta có động từ raskazovat. 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 Đã, raskazovat. Raskazovat. Là kể chuyện. Chia nào, я рассказываю. Ты рассказываешь. Он рассказывает. Он рассказывает. Мы рассказываем. Мы рассказываем. Вы рассказываете. Вы рассказываете. Они рассказывают. Они рассказывают. Они рассказывают, да? Đến đây chúng ta thấy đó là động từ rассказывать là kể chuyện. Так, tiếp theo động từ учить xa biết rồi, chúng ta chia mãi rồi, động từ учить chúng ta cũng chia mãi rồi, chúng ta sẽ không chia lại nữa. Đấy. Так, chúng ta có từ родители. Родители, cha mẹ đấy, cả cha cả mẹ. Родители luôn 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 thường dùng ở số nhiều. Cũng có khi người ta dùng số ít nhưng mà hạn hữu đấy. Đó. Библиотека. Библиотека, что это такое? Библиотека. Gì nào? Библиотека là phòng khám không thầy? Thư viện đấy. Thư viện. Thư viện đấy. Phòng khám là Поликлиника. Em nhầm đấy. Поликлиника, да, Поликлиника. Tiếp theo là chúng ta có từ пенсия. 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 Пенсия là gì nào? Пенсия là lương hưu hoặc là nghỉ hưu. Ra na na pensi là đã nghỉ hưu, na pensi, ya na pensi, tôi nghỉ hưu rồi. Mà y ra gì chỉ li na pensi, vì na pensi, bạn đã nghỉ hưu chưa? Vì na pensi, нет, и я еще не на пенсии, я еще работаю. Ваши родители, bố mẹ của bạn thì sao? Mà y ra gì chỉ li уже не работают, bố mẹ của tớ không làm việc nữa rồi. Nhìn na pensi, họ đang đi là họ đang nghỉ hưu rồi đấy. Tam tam là ở đó. Chipir 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 là bây giờ. Patom patom là sau đó đấy, đúng không nào? Đấy tác tác rất show. Chúng ta có câu nào. Я учу русский язык, tôi học tiếng Nga. Vậy câu câu đặt câu hỏi là gì? Что что ты учишь? Что ты учишь? Hoặc là какой язык ты учишь? Какой язык ты учишь? Tiếp theo, я учусь в Москве. Tôi học ở Москва. Я учусь в Москве. Где? Học ở đâu? В Москве. В Москве. Так вот. Em gái tôi học ở Москва. Em nói nào. Моя сестра. Моя сестра учится в Москве. Что она учит? Кой học cái gì? Что она учит? Она учит экономику. 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 И историю. И историю, да? Она учит экономику и историю. Она учит экономику и историю.
Мой брат тоже учится в Москве. Em trai của tớ cũng học ở Moscow. Мой брат тоже учится в Москве. Он учит. Cậu ấy học cái gì nào? Программирование. Программирование. Да, программирование là học lập trình, học lập trình. Он учит программирование. Программирование. Так. Đó. Yeah. Thế đến đây chúng ta thấy đó là phần từ mới của chúng ta đấy, phần từ mới. Bây giờ xem qua một chút bài đọc của chúng ta này. Chúng ta có bài đọc như này. Вот. Em đọc nè. На уроке. На уроке. На уроке, да. На уроке. Đọc nè. Tự đọc. Em đọc đi. Đấy. Yeah. Это наша. Это наша аудитория. Да. На столе лежат наши книги, тетради, словари. Сейчас мы на уроке. Мы изучаем грамматику. Иван Петрович спрашивает, а Том отвечает. Где вы сейчас живете? Я живу в Петербурге. А где ваши родители? Они живут в Америке. Потом отвечает Рамон. Я тоже сейчас живу в Петербурге. А где? На Московском проспекте в общежитии. У вас хорошее общежитие? Да, очень. Там есть спортивный зал, библиотека и кафе. Теперь рассказывает Серба. У меня есть брат и сестра. Они живут в Финляндии, да. Мой брат работает на ферме. Да. А моя сестра учится в университете. Да. Мои родители не работают. Да. Они на пенсии. И сейчас они живут в Испании. В Испании, да. Một bài như này chỉ cần đọc được khoảng 3 đến 5 lần là thấy ổn đấy. Trong này có từ gì mới đối với em nào? Grammatica. Grammatica, да. Đó là ngữ pháp đấy. Мы изучаем грамматику. Cách 4 đúng không nào? Мы изучаем грамматику. Đó, danh từ grammatica là một danh từ có đuôi A, danh từ giống cái. Khi sang đứng sau động từ изучать phải ở cách 4. Sang cách 4 có đuôi U, A thành U. Мы изучаем грамматику. Иван Петрович спрашивает, а Том отвечает. Đó, thế nội dung của bài này là như vậy đấy. Đó. Còn cái từ gì mới nữa nào? Có cái từ này này. На Московском проспекте в общежитии. Ở trên đại lộ Московский ở ký túc xá đấy. Đó. Спортивный зал là phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao đó, Sportivni zal. Biblioteca là thư viện, y cà phê và quán cà phê đấy. Они живут в Финляндии, họ sống ở Phần Lan. Мой брат работает на ферме. Ферме là nông trại, trang trại. Nông trại, trang trại đấy. А моя сестра учится в университете. Thế còn em gái tôi thì học ở trường đại học. Мои родители не работают. Bố mẹ của tôi không làm việc nữa. Они на пенсии. Họ đã nghỉ hưu rồi đấy. И сейчас они живут в Испании. Và bây giờ thì họ sống ở Tây Ban Nha đấy. Chúng ta biết rằng cô gái Sirpa này là người Phần Lan. Финляндии. Она живет в Финляндии. А почему родители живут в Испании? Tại sao cha mẹ cô ấy lại sống ở Tây Ban Nha? Bởi vì chúng ta biết rằng Phần Lan là một đất nước ở phía Bắc, nó rất lạnh đấy. Cho nên là những người mà khi về hưu rồi thì người ta thường tìm đến những cái đất nước nó ấm áp, người ta sống ở đó đấy. España là một đất nước khá ấm áp đấy. Đó. Thế cho nên là đại đa số là những cái người ở xứ lạnh này, người ta sẽ di chuyển đến những cái xứ nó ấm áp hơn, người ta sống ở đó. Ví dụ như là người Nga rất là thích sang ở Việt Nam, đúng không nào? Đó. Điều kiện sống ở Việt Nam bây giờ cũng tốt rồi. Cho nên là rất nhiều người Nga chuyển sang Việt Nam và người ta cố tìm cách để có thể là ở lại và sống lâu dài ở Việt Nam được đấy.
À đó. Dạ. À, tác bút. À, хорошо. Thế như vậy bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Thầy giáo đã gửi cái bài này cho em rồi. Và Dạ. em đọc kỹ. À, hôm sau chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời theo cái bài này. Đấy. Хорошо. Dạ. Dạ. Спасибо. До свидания. И вам спасибо. До Пожалуйста. свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.